Vang Vọng xin được kính chào tất cả các bác. Trước màn ảnh nhỏ của các bác đây, Vang Vọng đang sở hữu 3 chiếc đồng hồ đẹp đến từ 3 đất nước khác nhau. Và đây đều là những chiếc đồng hồ đã được Vang Vọng tuyển chọn, đã qua kiểm tra, bảo dưỡng lâu dầu. Đầu tiên là một chiếc đồng hồ đến từ đất nước Đức, đây là một chiếc đồng hồ Zhonghan. Chiếc thứ hai đến từ đất nước Pháp, đây là một chiếc đồng hồ Verdet. Chiếc thứ ba đến từ đất nước Mỹ các bác nha, của thương hiệu Howard Minor. Bây giờ em sẽ đi giới thiệu tổng quan chi tiết từng chiếc một, thử tiếng chuông và báo cái giá công khai để các bác giao lưu cùng với Vang Vọng. Đầu tiên, một chiếc đồng hồ Zhonghan thùng dài. Đây là một mẫu thiết kế thùng dài vân nu đối xứng các bác ạ. Đây các bác này, đây là những cái phần gỗ vân nu thiết kế đối xứng này. Chạm hoa trên và chạm cả hoa bên dưới các bác nhé. Kính đao được ghép từ 3 mảnh kính mài viền khác nhau, tạo hình rất là đẹp. Chiếc này sẽ có cái mã số là 3683. Ngoại hình tổng thể sáng đẹp, vân nu nổi. Mời các bác cùng em đi vào bên trong. Khuy cài cửa đầy đủ hết các bác ạ. Bên trong thì sẽ sở hữu một cái phần mặt số bát giác đứng trải tia. Em đang di chuyển cái máy quay theo các chiều ánh sáng khác nhau thì các bác có thấy là cái phần tia sáng nó chạy dọc theo cái phần góc nhìn của các bác rất là đẹp đúng không ạ? Bộ kim đặc trưng. Một cái phần quả nắp bên dưới mạ chrome sáng như soi gương các bác ạ. Phụ kiện khóa gông, tay cót, ốc chống đầy đủ các bác nhé. Gông thép rất là dài các bác nhé. Bộ gông Hoa Thị nổi tiếng rồi các bác. Đây, gông Hoa Thị thanh bắt trường máy còn này. 8 đầu búa ra, 8 thanh gông thép. Cùng với đó là một cái bộ máy vách đồng đã được kiểm tra và có thể nhận xét đây là cái bộ máy nó còn đẹp trên 96-97%. Quan trọng là cái tiếng chuông đúng không các bác? Mời các bác cùng em nghe qua cái tiếng chuông mà chiếc đồng hồ Zhonghan này chơi lên trên bộ gông Hoa Thị nổi tiếng. Đấy là tiếng chuông của một chiếc đồng hồ Zhonghan gông Hoa Thị các bác nha. Đặc trưng tiếng chuông, độ trong, độ tròn tiếng, độ thanh và độ ngân ngà quá là hay luôn. Một chiếc Zhonghan nguyên bản. Và chiếc Zhonghan của người Đức này em xin phép được giao lưu với mức giá đó là 17 triệu các bác nha. Chuyển qua một chiếc đồng hồ của người Pháp, thương hiệu Verdet, ngôi sao sáng. Và có thể nói đây là một mẫu thiết kế thùng đẹp có, điệu có, sang có, nổi bật nhất và đắt giá nhất của thương hiệu Verdet đấy các bác ạ. Hai bên sẽ có hai bông lúa mạch Trung Hoa thiết kế đối xứng này các bác này. Thùng vân nu đối xứng này các bác nhá. Bên trên thùng cũng thế này, bên dưới thùng cũng thế. Mặt số bát giác đứng, à em xin lỗi, mặt số bát giác nằm, số nổi vàng. Bên dưới một cái phần kính họa tiết khoảng không rất là rộng, có họa tiết và kết hợp cùng với quả nắp tròn màu đồng. Chiếc Verdet này có mã số là 3340. Mời các bác cùng em đi vào bên trong nhá. Không thể thiếu được những cái phần giấy như này các bác nha, đặc trưng của thương hiệu Verdet. Tên logo thương hiệu này, mặt số nổi vàng này, thông số Made in France. Bảng tên đầy đủ các bác nha. Khóa gông còn đây các bác này. Và tất nhiên rồi, gông chữ T đặc trưng của thương hiệu Verdet, hai cần khóa này. Thanh bắt chống máy đầy đủ. Và cái bộ máy của chiếc đồng hồ Verdet này rất là đẹp. Các bác nhìn xem, vách màu đồng, trục màu trắng sáng, màu trắng của thép các bác nha. Bộ máy này em lau dầu và em nhận xét nó còn đẹp trên 95-96%. Quan trọng nhất vẫn là cái tiếng chuông. Mời các bác cùng em nghe qua cái tiếng chuông mà chiếc Verdet này chơi lên. Thank you.
Đấy là âm thanh tiếng chuông của chiếc đồng hồ Voyrex trên cái bộ gông chữ T thép nổi tiếng ạ. Và em rất là thích thương hiệu Voyrex vì sao? Vì có cái tiếng chuông mềm mại ngân nga, có mặt số nổi vàng đẹp, có thiết kế thùng điệu đà sang trọng. Chiếc Voyrex này em xin phép được giao lưu cùng với các bác với mức giá là 17,5 triệu. Chuyển qua một chiếc đồng hồ đến từ đất nước Mỹ của thương hiệu Howard Minor. Một thiết kế thu gọn của những chiếc đồng hồ tủ đứng các bác ạ. Đây, phần mái sừng các bác nha. Đây là những cái phần hoa văn khảm gỗ rồi các bác này. Khảm gỗ chứ không phải là hoa văn vẽ các bác nhá. Đây, em chỉ luôn cho các bác này để các bác hình dung rõ nhá. Đấy, các bác nhìn xem, có đúng là những cái phiên bản thu nhỏ của những chiếc đồng hồ tủ đứng các bác. Mái này, con tiện này, hai con song tiện chạy dài này, mặt số viền màu tròn này. Chiếc này cũng thế các bác này. Đây, đều là những cái phần hoa văn khảm gỗ các bác nhá. Khảm gỗ này. Đấy, đúng một phiên bản thu nhỏ của những chiếc đồng hồ tủ đứng luôn các bác ạ. Đấy. Thiết kế hoàn toàn bằng chất liệu gỗ ốc chó các bác nhá. Đây, gỗ ốc chó này các bác này. Rất là đẹp luôn, hai con song tiện hai bên này các bác ạ. Đáy này các bác này. Đấy, phần đuôi đồng hồ thiết kế vắt cạnh vào, rất là đẹp. Ăn nhập với thiết kế của chiếc đồng hồ các bác ạ. Mặt số tròn nhá. Bên ngoài kính có hoa văn này các bác này. Mã số là 3504. Kính dưới này các bác nhá, có hoa văn để kết hợp cùng với quả nắp tròn. Một phần tay cầm mở cửa rất là điệu đúng không các bác? Điều bên trong các bác nhá. Cửa hút các bác ạ. Đấy, cửa hút này. Còn đầy đủ giấy tờ các bác này. Khóa zin này. Giấy tờ đấy các bác nhá. Đây. Số series là 612215. Và thông số series được ghi rất là rõ nét đầy đủ và trùng khớp với cái phần miếng giấy được dán ở bên sau các bác nhá. Đấy. Đây này. Đây là giấy tờ mua bán này các bác này. 612215. Địa chỉ này. Đấy. 1990 các bác nhá. Đó. Chơi 3 bản nhạc các bác ạ. Liền số màu vàng tròn này, tên logo thương hiệu là Howard Minor này. Bộ kim đặc trưng thu gọn của những chiếc đồng hồ tủ đứng cũng các bác. Bản quét bên tơn, bản trực quét và bản quét và chế độ tắt chuông. Bây giờ mời các bác cùng em nghe qua cái tiếng chuông mà chiếc đồng hồ Howard Minor này chơi lên nhá. 8 gông, 8 búa và đây là 8 thanh gông đồng các bác ạ. Đấy là âm thanh tiếng chuông của chiếc đồng hồ Howard Minor các bác ạ. Hai bản nhạc nổi tiếng, bản Webinton và bản Swiss. 5 giờ 5 tiếng, gông đồng rất là trầm đúng các bác. Nếu mà nhận xét về độ đẹp của chiếc đồng hồ này thì em nhận xét nó còn đẹp tổng thể trên 96-97%. Từ thiết kế bên ngoài vỏ thùng này đến cái bộ máy ở bên trong các bác nhá. Giấy tờ khai sinh đầy đủ, rất là hợp lý với những không gian nhà đẹp các bác trưng bày. Chiếc này thì đang có cái mã số là 3504 và em xin phép được giao lưu chiếc này với cái giá là 17 triệu. Vừa rồi thì Vang Vọng đã gửi tới các bác 3 mẫu đồng hồ đẹp đến từ 3 đất nước khác nhau. Bác nào chọn chiếc đồng hồ nào, mời các bác đọc cái phần mã số ra giúp em. Cảm ơn các bác đã theo dõi.